Thầy, kính thưa các anh chị và các bạn, anh chị học viên, thì bữa nay em phụ trách về trình bày cái một cái chuyên đề về cái cập nhật xuất huyết não. Thì thật ra nói cập nhật thì em cũng xin giới thiệu thôi chút xíu. Tại về nhồi máu não thì em thấy cập nhật cũng gần đây cũng nhiều tài liệu, mà về xuất huyết não thì em thấy nó cũng không nhiều lắm. Nhưng mà thấy có cái gần nhất của cái AHA rồi là 215 và Bộ Y tế, em thấy có cập nhật lại một số dựa theo một số báo cáo mới năm 2000. Thì về lĩnh vực này thì em cũng giống như ngoại đạo thôi, cho nên là nhiều cái câu hỏi khó thứ, mà cũng có nhiều cái không hiểu thì anh chị có hỏi thì em cũng có khó quá thì các nhà thầy giúp. Dạ, còn câu hỏi dài thì trong khả năng thì em sẽ giờ bắt đầu trình bày. Dạ. Về cái nội dung thì như vậy, về điều trị xuất huyết não thì nó có điều trị chung, thì nhất là đánh giá ban đầu, đánh giá về cái tri giác có thể dựa theo cái thang điểm DASGO hoặc thang điểm NIST, và kiểm soát các cái dấu hiệu sinh tồn, đường thở, tình trạng chảy máu, lập đường truyền tĩnh mạch, điều trị sốt, vân vân. Thì điều trị cụ thể á, thì về chống co giật á, thì những cái thuốc chống co giật thì vẫn là những cái thuốc thông thường mình hay dùng, diazepam, benzodiazepine. Ở đây thì người ta thấy có cái là cái cơ động kinh trên lâm sàng á, thì nên được điều trị. Thì cái mức độ chứng cứ là một, khuyến cáo là một, những chứng cứ là A. Và cái trường hợp mà khi bệnh nhân có cái tình trạng tâm thần trầm cảm mà nó không có tương xứng với cái mức độ tổn thương não, thì trường hợp này người ta có khuyến cáo là mình nên đo cái điện não để mà theo dõi. Còn cái việc mà dự phòng á, thì cái khuyến cáo nó không mạnh và người ta không có khuyến cáo. Tuy nhiên, trên cái phác đồ của Bộ Y tế năm 2000 thì cái vấn đề dự phòng động kinh á, thì em thấy ta ghi có ba ý. Thì thứ nhất là những trường hợp mà xuất huyết thùy não, thứ hai á, là xuất huyết dưới nhện do dở phình mạch, thì người ta khuyến cáo thì có thể dự phòng. Nhưng mà cái việc dự phòng thì không có dùng kéo dài. Và bệnh nhân thì đặc biệt có thể cân nhắc sử dụng được cho bệnh nhân có tiền sử co giật, tụ máu trong não hay là tăng huyết áp mà khó kiểm soát. Về đường huyết thì cái khuyến cáo chung thì người ta đưa ra là không có nên đường huyết là nên theo dõi chặt, không nên để thấp quá hay cao quá. Cái mức có thể phổ biến cho phép là khoảng 80 đến 101. Về kiểm soát huyết áp thì cái này dựa theo cái AHA, thì trong cái nghiên cứu INTERACT thì người ta thấy người ta có chia cái lô, hai lô nghiên cứu ở đây. Thì nhất là một lô là 201 bệnh nhân chọn ngẫu nhiên để điều trị tăng huyết áp tâm thu. Cái mục đích cái huyết áp ở đây mục tiêu là 180. Còn cái một cái trường lộ khác là 203 bệnh nhân xuất huyết. Điều chỉnh với tâm thu là mục tiêu nó tích cực hơn là 140 mm thủy ngân trong vòng 1 giờ và duy trì ít nhất trong vòng 24 giờ. Thì cái nghiên cứu này người ta cho thấy được cái tính an toàn của việc giảm huyết áp sớm sau khi xuất huyết não, không có làm tăng nguy cơ tử vong, tàn phế cũng như các bệnh lý khác. Nhưng mà cái quan trọng ở đây là nó có cái xu hướng mẹ mẹ trên ra ngoài hết, đi ra ngoài hết. Cái xu hướng đó là làm giảm được cái sự gia tăng thể tích khối máu tụ trong vòng 6 giờ đầu. Thì đó là cái quan trọng nhất. Thì cái so sánh trong cái nghiên cứu INTERACT 2 và cái TOTCHI 2 thì người ta chọn mẫu ngẫu nhiên. Trong cái nghiên cứu TOTCHI 2 thì người ta cho những bệnh nhân đa số đã cao và có kiểm soát rồi bằng cái thuốc là nicardipine. Và cái mục tiêu là dưới 130, khi nó dưới 110 thì người ta ngưng. Còn cái nghiên cứu INTERACT 2 thì cái mức huyết áp bệnh nhân nó là thấp hơn, chỉ có vài ca huyết áp cao thôi, và người ta kiểm soát bằng thuốc uống. Và cái tiêu chuẩn huyết áp ở đây thì ít chặt chẽ hơn, người ta cũng chia ra nhiều mức độ. Thì qua hai nghiên cứu này người ta thấy là không có một cái quan cứu TOTCHI 2 thì người ta thấy không có sự khác biệt về tỷ lệ tử vong và tàn tật sau 90 ngày. Còn đối với nghiên cứu mà INTERACT 2 á thì người ta thấy cũng không có làm giảm đáng kể cái kết cục về tử vong là cái tục chính.
Tuy nhiên như vậy về tầng tật nặng á, nhưng đánh giá trên thang điểm mà Ranson á, thì người ta thấy cái chức năng được cải thiện với việc mà mình hạ huyết áp nó mạnh hơn. Và kết quả tốt nhất với nhóm hạ huyết áp là đạt khoảng 130 đến 139 trong vòng 24 giờ. Nhưng mà nếu mà hạ huyết áp chặt quá thì người ta lại sao thấy có kẻ cái nguy cơ có vẻ nó xấu hơn. Còn cái Interact 3 thì em thấy là ghi khoảng năm 2020 mới báo cáo, nhưng mà đến giờ này thì em cũng không rõ là có báo cáo chưa, nhưng mà em tìm trên tài liệu thì em chưa thấy. Không. Như vậy á, thì cái mức huyết áp mà người ta tóm lại đây á, là nên kiểm soát cái huyết áp đưa về khoảng 140 là coi như chấp nhận được và coi như là tương đối là tốt. Này khuyến cáo mức độ 1. Còn bên cái cập nhật bên Bộ Y tế em thấy gần đây năm 2020 á, thì cái huyết áp mục tiêu á, thì người ta cũng không có đề cập ra, mà ở đây thì em thấy chủ yếu là người ta ghi khi nào thì hạ huyết áp thôi, như là khi huyết áp tâm thu trên 200 hoặc huyết áp trung bình trên 150. Thì trong trường hợp này á, thì dùng thuốc truyền tĩnh mạch và theo dõi cứ mỗi 5 phút. Còn nếu mà huyết áp tâm thu trên 180, huyết áp trung bình trên 130, kèm có tăng áp lực nội sọ, thì khi đó thì mình sẽ theo dõi áp lực nội sọ và hạ huyết áp bằng thuốc truyền tĩnh mạch. Ở đây thì duy trì áp lực tới máu não là khoảng trên 60 mmHg. Trong trường hợp mà huyết áp trên 180, huyết áp tâm thu trên 180, huyết áp trung bình trên 130 và không có tăng áp lực nội sọ thì hạ huyết áp là tối thiểu. Thì trong trường hợp này là huyết áp mục tiêu là khoảng 160 90 và áp trung bình là 110 bằng thuốc truyền tĩnh mạch, theo dõi trên lâm sàng và theo dõi huyết áp mỗi 15 phút. Với các bệnh nhân mà xuất huyết dưới nhện do dở phình thì ở đây thấy khuyến cáo ra năm 2012 thì hạ huyết áp dưới 160. Cái này thì em thấy cập nhật lại ở trên phiến phác đồ y tế 20 cũng cũng lấy là cũng của AHA năm 2012. Có lẽ cái này nó không có khuyến cáo mới nữa hay sao thì em cũng không không có rõ, nhưng mà cũng không thấy cái mới. Cái này có thể sau bài sẽ hỏi thầy sao ạ. Về kiểm soát cái áp lực nội sọ thì có mấy vấn đề như sau. Nhất là mình nằm đầu cao, dẫn lưu não thất trong trường hợp mà có não uống thủy, đặc biệt là ở bệnh nhân mà có giảm cái mức độ ý thức, mức độ là 2A. Hoặc là bệnh nhân có thang điểm DASGO là dưới 8 nhưng mà trên 3. Hoặc bệnh nhân có bằng chứng là bị thoát vị não, hoặc là bị tràn dịch não thất, hoặc não uống thủy quan trọng. Như vậy thì những trường hợp như vậy thì nên xem xét điều trị tăng áp lực nội sọ. Áp lực tới máu não ta nên khuyến cáo duy trì là khoảng 50 đến 70 mấy thiên ngân ở mức độ là 2B. Còn theo Bộ Y tế thấy ghi 2000 là người ta ghi là trên 70 thì nó cũng gần như vậy. Và người ta cũng khuyến cáo là trong điều trị cái áp lực nội sọ trong xuất huyết não thì cũng không có nên dùng corticoid mức độ là 3, khuyến cáo 3. Anh đi qua vấn đề thứ hai là vấn đề về kiểm soát đông máu. Trong kiểm soát đông máu thì nó có 4 phần. Thứ nhất là vấn đề xuất huyết nó liên quan tới dự sử dụng cái kháng vitamin K rồi heparin, rồi dùng kháng đông thế hệ mới và cái vấn đề về bệnh lý rồi đông máu. Về cái việc mà xuất huyết liên quan đến sử dụng kháng vitamin K đó thì bệnh nhân bị xuất huyết não mà có INEA tăng cao do thuốc vitamin K thì mình nên ngưng thuốc và mình điều trị thay thế ngay lập tức các yếu tố mà phụ thuộc vitamin K và điều chỉnh cái INEA này về và mình nên nên cho thuốc vitamin K luôn. Thì cái mức độ khuyến cáo là mức độ 1. Ở đây nó có về vitamin K thì mình sử dụng thường nó có tác dụng sau khoảng 6 giờ và do đó trong những giai đoạn cấp á, thì mình cần dùng thêm cái FFP, cái huyết tương tươi hoặc giả là cái rotuximab cô đặc BCC trong giai đoạn sớm. Cái BCC này chính là cái thành phần mà các chất cô đặc có nguồn gốc từ huyết tương điều trục hoặc điều trị các thiếu yếu tố chính. Có BCC3 như là 2, 9, 10 và cái BC4 thì nó có thêm yếu tố thứ 7 nữa. Như vậy thì ở đây qua cái nghiên cứu thì người ta thấy cái việc xuất huyết não mà liên quan đến cái sử dụng vitamin K, kháng vitamin K thì người ta thấy cái sử dụng cái thrombin này á, BCC này á, nó nhanh chóng đưa cái INEA về bình thường trong vòng vài phút thôi, rất là nhanh. Và do đó cái việc điều trị á, là nên kết hợp giữa cái vitamin K cộng với BCC. Trong trường hợp này á, thì thấy cải thiện kết quả lâm sàng như thế này. Thì người ta thấy á, là cái so sánh giữa cái BCC với là cái huyết tương tươi đông lạnh á, thì cái INEA nó đưa về dưới 1.3 trong vòng 30 phút á, thì cái BC hiệu quả lên đến 80-62%, FFP9
9,6. Cái huyết khối á, thì tài liệu huyết khối thì cũng cần giống nhau thôi. Và quá tải thể tích á, thì cái BCC này do nó cô đặc hơn cho nên cái mức độ quá tải nó cũng ít hơn. Ngoài ra nó còn có một cái yếu tố mới là yếu tố thứ bảy hoạt hóa tái tổ hợp. Thì cái yếu tố này hiện nay thì em thấy nó cũng đang là người ta đang dùng ngày càng nhiều và người ta nó cũng đang là một cái nghiên cứu mới. Thì cái này nó nhanh chóng đưa cái ina về bình thường. Tuy nhiên nó không có bổ sung tất cả các yếu tố mà nó phụ thuộc viên K và nó không có khôi phục lại cái việc tạo thành viên hiệu quả như là BCC được. Như vậy thì ở đây á, thì còn về cái xuất huyết não mà liên quan đến sử dụng heparin thì mình có thể dùng cái chất protamin sulfate để mà mình dự kháng lại cái heparin trong trường hợp mà nặng cấp trong giai đoạn sớm. Liên quan đến vấn đề mà xuất huyết não do sử dụng kháng đông mà đừng uống thề mới thì ví dụ đối với bệnh nhân mà xuất huyết não mà người ta dùng cái dabigatran hoặc là rivaroxaban hoặc là apixaban thì người ta điều trị bằng FIPA hoặc là các BCC khác hoặc là yếu thứ bảy tái tổ hợp hoạt hóa cũng có thể được xem xét tùy từng trường hợp bệnh nhân. Trong trường hợp mà dùng dabigatran hoặc là các thuốc này á, mà sớm dưới 2 giờ thì cái việc sử dụng than hoạt cũng có thể được sử dụng và mức độ khuyến cáo là 2B. Ngoài ra chạy thận nhân tạo cũng có thể xem xét cho trường hợp mà dabigatran vì nó được lọc qua đó. Ngoài ra còn có thể dùng chất đối kháng là idarucizumab, rabin thì cái này ở trong này thì em chưa thấy có và không biết ở ngoài thầy với các anh chị cái này có chưa. Xuất huyết não ở bệnh nhân rối loạn đông máu á, thì bệnh nhân bị thiếu một cái yếu tố đông máu nghiêm trọng thì trường hợp đó thì mình hoặc là giảm tiểu cầu nặng thì điều trị cái thay thế các yếu tố bị thiếu và truyền tiểu cầu thì những trường hợp này thì khuyến cáo là mức độ 1. Bước qua phần tiếp theo đó chính là điều trị xuất huyết não lên phẫu thuật thì cái vấn đề này cũng nhiều cái cũng đang có những cái cũng chưa rõ thì thứ nhất có 4 phần. Thì phẫu thuật trong trường hợp mà xuất huyết trên liều và trường hợp mà mở sọ để lấy máu tụ cho hố sau và mổ sọ giải áp và việc phẫu thuật xâm lấn tối thiểu. Về cái việc mà phẫu thuật mở sọ để lấy máu tụ cho xuất huyết trên liều thì nó có hai cái nghiên cứu và xích hai. Thì người ta đặt ra là không biết cái việc mà phẫu thuật sớm với 24 giờ đó nó có giảm được cái tỷ lệ tử vong và cải thiện kết cục hay là không. Thì qua hai cái nghiên cứu STIC này thì người ta thấy là nó cũng không thay đổi gì đáng kể. Và đối với nghiên cứu STIC 2 thì người ta đặt ra vấn đề là việc phẫu thuật sớm dưới 12 giờ cũng không biết mang lại không. Thì cho những trường hợp mà bệnh nhân xuất huyết thì có thể tích máu là khoảng 100 trên 10 đến 100 ml và cái 1 cm bề dày của vỏ não và không có xuất huyết não thấp. Thì qua hai cái nghiên cứu này người ta trình bày trong cái SA thì người ta thấy cái việc mà phẫu thuật sớm lấy máu tụ cũng không có được chứng minh là có lợi gì lắm trong những trường hợp như vậy. Tuy nhiên thì ở đây là có cái cập nhật của về vấn đề đó trong phác đồ của Bộ Y tế năm 2000 thì em thấy là người ta vẫn thống nhất cái ý kiến là cái vai trò vẫn chưa rõ ràng, tức là vẫn cần bàn cãi. Tuy nhiên cái một cái phân tích gộp người ta đã cho thấy về cái việc mà phẫu thuật xuất huyết não á, thì nó có bằng chứng cải thiện trên những trường hợp và một vài trường hợp như sau. Thứ nhất là phẫu thuật trong thời gian 8 giờ sau khi khởi phát. Thứ hai á, là thể tích khối máu tụ là khoảng 20 đến 50 và thang điểm Lasgo khoảng 9 đến 12. Bệnh nhân khoảng 50 đến 69 tuổi và bệnh nhân tụ máu trong nhu mô mà không có chảy máu não thất và có thể can thiệp an toàn. Phẫu thuật có hiệu quả ở các bệnh nhân mà xuất huyết nhu mô não nếu đường kính khối máu tụ trên 3 và nhằm giảm được cái sự mà kẹt thân não. Như vậy thì còn đối với phẫu thuật lấy máu tụ cho cái xuất huyết ở hố sau thì trong trường hợp mà hố sau nó bị hẹp hoặc là não ung thủy do tắc nghẽn hoặc ảnh hưởng đến cái lượng máu lên não mà bệnh nhân cái nhanh chóng suy giảm về tình trạng tinh thần, tri giác thì và xuất huyết tiểu não có đường kính 3 cm thì có chèn ép, những trường hợp này thì người ta khuyên là xem xét phẫu thuật. Thì phẫu thuật mở sọ giải áp trong xuất huyết não thì người ta thấy có những cái điều kiện sau đây thì nên giải áp. Một là Lasgo dưới 8 điểm trên CT có đấy là đường giữa,
Khối máu tụ lớn gây qua hiệu ứng khối ở tạo được nội sọ không thể điều trị được bằng nội khoa. Ở những trường hợp như vậy thì người ta thấy mổ sọ giải áp thì nó có lợi. Một phẫu thuật xâm lấn tối thiểu thì ở đây người ta có so sánh giữa cái xâm lấn tối thiểu và phẫu thuật tiêu chuẩn. Cái việc mà xâm lấn tối thiểu là người ta chọc hút bằng kim với sức huyết của hạch là như thể tích khoảng chừng 25 đến 40 ml khối so với điều trị bảo tồn, thì người ta vẫn thấy không có khác biệt đáng kể về tử vong. Nhưng về mặt thần kinh sau 3 tháng thì người ta thấy cái kết quả nó thì tốt hơn ở nhóm cái chọc hút. Một cái nghiên cứu MIT-2 người ta thực hiện cái phẫu thuật xâm lấn tối thiểu cộng với LTPA khu vực, thì ở đây người ta thấy nó an toàn và hiệu quả. Người ta có so sánh được 79 bệnh nhân phẫu thuật với 39 bệnh nhân điều trị nội khoa, thì chứng minh được giảm đáng kể cái phù nề xung quanh khối máu tụ trong cái nhóm lấy máu tụ với xu hướng cải thiện về mặt kết quả. Ở đây là người ta có trình bày là cái nhóm mà phẫu thuật tối thiểu cộng với LTPA thì thấy loại được cái cục máu đông lên đến 65% và chứng minh được cái phù nề xung quanh nó giảm còn là khoảng 10 cm vuông 10 cm khối. Trong nhóm mà điều trị nội khoa không đó thì người ta thấy cái cục máu đông nó giảm 20% thôi, ít hơn 20%, và cái mức độ mà phù nề đó, nó là khoảng 11. Vì là cái sự khác biệt này là có ý nghĩa thống kê. Về cái hiệu quả phân loại đáng kể của việc loại mà cục máu đông và cái tính phù não đó, thì nó có tương quan với cái việc mà giữa cái phù não bên ngoài và phần trăm của điều trị nội khoa. Can thiệp nội mạch. Can thiệp nội mạch thì được đặt ra đối với xuất huyết não có nguyên nhân thứ phát do phình động mạch não hay là dị dạng thông động mạch tĩnh mạch não do động mạch bằng cứng, và chủ yếu là cái can thiệp nội mạch đặt ra trong trường hợp mà phình động mạch não. Phình động mạch não vỡ là cái nguyên nhân của 85% các trường hợp mà chảy máu dưới nhện không do chấn thương. Phình động mạch não thì có nhiều dạng như là dạng túi hay là dạng hình thoi, bị bóc tách, hoặc là dạng là fishy, sacriform, hoặc là trong bệnh lý dạng phình và phình dạng bọng nước. Phình hình túi thì trong đó phình hình túi là nó chiếm phần lớn các trường hợp. Và cái việc mà chẩn đoán và điều trị gây tắc phình động mạch não vỡ thì cái này được thực hiện theo khuyến cáo của Hiệp hội Đột quỵ Châu Âu và Châu Mỹ. Cái này là trên phác đồ Bộ Y tế ghi là nó cập nhật theo cái này, và cái này là theo cái hướng dẫn Bộ Y tế năm 2000 thì cũng dựa theo cái hai cái hiệp hội này. Và cái việc mà chẩn đoán phình mạch não vỡ dựa vào cái CT mạch máu cộng hưởng từ hoặc động mạch số nền, thì trong đó cái chụp động mạch số nền được xem như là một cái tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán. Còn về thông động tĩnh mạch não thì cũng dựa vào cái Hiệp hội Tim mạch và Đột quỵ của Hoa Kỳ vào năm 2017. Những cái nút mạch tùy thuộc vào mục tiêu từng bệnh nhân cụ thể, ví dụ như thế là nút mạch triệt để dị dạng, hoặc là nút mạch giảm một phần thể tích nidus trước mổ để giúp giảm cái nguy cơ phẫu thuật, hoặc là nút mạch một phần dị dạng phối hợp với xạ phẫu. Dẫn lưu não thất. Về dẫn lưu não thất thì thường được thực hiện trong trường hợp mà não uống thủy do biến chứng xuất huyết gây ra chèn ép não thất 3 hoặc là não thất 4. Tuy nhiên trường hợp mà dẫn lưu á, nó cũng làm tăng cái nguy cơ nhiễm trùng và cả viêm màng não do vi trùng. Kết luận là qua cái phần này thì em thấy có một cái phần cập nhật lại, tại vì trước đây mục tiêu mà để hạ huyết áp đến đâu á, thì thấy cũng có thay đổi nhiều. Thì chủ yếu ở đây là thấy cái cập nhật của AK là nó cho là mình có thể hạ huyết áp đến 140 là coi như là an toàn. Ở ngoài ra cái việc điều trị bằng cái yếu tố thứ bảy hoạt hóa cũng là một cái hướng mới. Và cái phẫu thuật xâm lấn tối thiểu mà cộng với LTPA cũng coi như là một phương pháp mà hứa hẹn, và người ta cũng đang tiếp tục thực hiện một số nơi, nhưng có vẻ một số nơi vẫn chưa làm. Dạ thì bài trình bày của em đến đây là hết. Em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô, các anh chị đồng nghiệp. Dạ thưa thầy, em trình bày tới đây. Xin cảm ơn em Nguyễn Văn Nhôm và cả tổ hợp lại và các cái khuyến cáo từ trước đến nay, và đặc biệt đó là liên quan đến cái khuyến cáo của Bộ Y tế trong năm 2020. Thì như vậy cái khuyến cáo cho đến thời điểm này thì vẫn là 2020 là
đầy đủ tốt, và em đã tập hợp về phương thức điều trị cái nhóm xuất huyết não, nó rất là do rất là nhiều nguyên nhân khác nhau. Thì đó là cái điểm cơ bản mà chúng ta trình bày ở trong phần này. Như vậy bây giờ không biết là có em Dũng thì hình như là có cũng có trình bày gì phải không, học viên của em Dũng ấy, tại vì là Thưa thầy, em với Vũ, Đinh Ngọc Dũng em với Nhôm làm chúng chung hả, làm cùng với đó. cùng cùng với nhóm luôn hả? À dạ rồi dạ rồi rồi tốt rồi. dạ Rồi như em cảm vậy ơn hai thầy. em cùng cùng thống nhất nhau làm trong cái phần trình bày này. dạ Thì bây giờ là dạ các em có cái ý kiến học viên thì các em nói thế về các em làm ở thực hành và như và tất cả các thứ, thì như vậy chúng ta xem xét thì vấn đề về điều trị đó là trong xuất huyết não nói trắng là cái nhóm đó là xuất huyết nồi não đó là, hoặc là gọi là xuất huyết nồi não tự phát đấy đó. Thứ hai đó là liên quan đến xuất huyết ra ở măng não, não măng não. Thứ ba đó là liên quan đến thuốc điều trị đưa đến xuất huyết thì xử trí như thế nào đó. Như vậy là có cái ba cái vấn đề như vậy thì chúng ta tập trung để mà mình là trao đổi những cái vấn đề đó. Và xin mời các cái học viên. Đổi vào trên mời em trên các trường hả? Rồi rồi em nói đi thôi. Em có ý kiến cả em là nói chứ còn mình khi mình đưa cái mình ghi cái câu hỏi lên là nó rất là nhanh đó. Một chút là nó cũng mình không được thì chúng ta hỏi trực tiếp đi luôn. Cảm có câu hỏi ấy. Rồi xin mời em Ngô Đình Dùng. Dạ, em chào thầy, em cảm ơn bà có chị Nho đã trình bày một cái bài xuất huyết não khá đầy đủ. Thì theo em thì xuất huyết não em có ba vấn đề em cần quan tâm trên lâm sàng, đó là thứ nhất là kiểm soát huyết áp. Kiểm soát huyết áp thì bác sĩ Nho cũng đã trình bày đầy đủ trong vấn đề kiểm soát rồi. Vấn đề thứ hai là xử lý một cái tình trạng xuất huyết não do thuốc kháng đông. Bác sĩ Nho cũng đã xử lý thuốc kháng đông như thế nào. Thì còn lại vấn đề thứ ba em cần quan tâm và trên lâm sàng thì hay gặp, đó là mình khởi động lại trở lại kháng đông khi nào, trên những trường hợp xuất huyết não và mức độ xuất huyết não như thế nào và thời gian khởi động như thế nào. Em cảm ơn thầy, cảm ơn bác sĩ. Rồi rồi xin cảm ơn em. Rồi xin cảm ơn, khác có câu hỏi gì không, hỏi ấy trả lời, bạn hỏi như vậy thì mình trả lời trước đấy, có ý kiến gì? Xin mời cả em có ý kiến, có nghĩa là một trường hợp bây giờ tái khởi động lại với kháng đông thì như thế nào trong những trường hợp mà bị xuất huyết chống đông? Các em có ý kiến chứ không? Ông nhóm. Dạ, vấn đề này thì em thấy nó cũng phụ thuộc vào nhiều yếu tố, mà ví dụ như là bây giờ cái mục tiêu của cái kháng đông của mình dùng lại trong trường hợp nào và cái mức độ mà phải sử dụng đó nó nguy cơ tới đâu, thì đánh giá giữa cái lợi ích với nguy cơ trên lâm sàng thì em thấy nó cũng có thay đổi chứ không có giống nhau. Ví dụ như có những trường hợp mà bệnh nhân có nhồi bị mà bệnh mạch vành, hay là những trường hợp mà bệnh nhân bị huyết khối tĩnh mạch vân vân, ở những trường hợp mà nguy cơ thì rất phổi cao,
thì em thấy thường thì sử dụng lại nó cũng sớm hơn khi tình trạng xuất huyết nó ổn định. Thì thời gian ổn định đặt ra là bao lâu thì em lại thấy là nó cũng khác biệt. Cho nên là cái vấn đề này thì ngay chỗ cái anh làm cũng vậy, nó cũng mỗi ca thì bác sĩ tim mạch cũng cho ý kiến đúng không, giống nhau với bác sĩ nội kinh. Có khi là tùy ca, cái là 2 tuần, có khi thậm chí 3 tuần, thậm chí có ca có hơn 1 tuần. Thì còn nếu xuất huyết mà mức độ ít, người ta thấy cái nguy cơ nó ổn định thì có chừng tuần thôi là người ta cũng có thể sử dụng lại. Cho nên cái này cũng hơi khó này, cho nên chắc nhờ thầy giúp. À, như vậy chúng ta thấy rõ ràng cái vấn đề xuất huyết rồi, bây giờ mình ngưng lại rồi sau mình tải lại, mình để mà cái vấn đề này thì rõ ràng nó tùy thuộc đấy, là nó rất là quan trọng đấy, giống như em Nguyễn Văn Nhôm đã nói đấy. À, thì như vậy nó lệ thuộc vào cái gì là quan trọng nhất, đó là lệ thuộc vào cái tính ổn định của tình trạng xuất huyết hay không. Đấy là cái điểm cơ bản nhất. Anh muốn tải trở lại, anh muốn khởi động lại thì anh phải xem xét và cái thì là ổn định trong cái dấu hiệu về thần kinh, và đặc biệt là trong 24 giờ đâu, nó rất là quan trọng. Cho đến sau này họ có thể là tải khởi động lại sau cái thời gian 48 giờ, có thể tùy theo từng trường hợp một, chứ không thể nào là mình bắt buộc cái người này phải trong khoảng đó là bắt buộc phải làm. Cho nên phải cá thể hóa trong từng trường hợp và tùy theo cái bệnh lý kèm theo, đó là các cái bệnh lý về mạch vành kèm theo, các cái bệnh lý về các cái mạch máu lớn, dù đó là ở động mạch chủ hay là các cái động mạch ngoại biên, nó có các cái động mạch nào. À, như vậy thì nó phụ thuộc vào những cái yếu tố đó, và đúng là chúng ta phải cân nhắc cái chuyện lời hơn hay là hài hơn. Nếu mà hài hơn thì thôi mình ngưng một thời gian đã. À, cái đó là mình tùy thuộc với cái sự đánh giá của mỗi cái là bệnh nhân một ở trong cái tình huống cụ thể. À, chứ không thể nào mình lại đưa áp dụng cho bệnh nhân này hoặc bệnh nhân khác, đó là một cái điều là hết sức đáng chú ý. Và chúng ta phải theo dõi, là theo dõi thế nào gọi là nó ổn định với tình trạng xuất huyết, thì mình phải gì chụp lại CT, vâng, mình coi chừng là xem nó tăng lên hay không, kích thước nó tăng lên hay không, rồi hiệu ứng choán chỗ nó ra sao, tất cả những cái đó là mình phải làm, đòi hỏi mình phải có cái thực hiện cái đó. Cái đơn giản nhất là xem cái ổn định. Còn nếu mà trên lâm sàng thì như vậy mình xem xét cái tình trạng ý thức nó có thay đổi hay không. Những cái trường hợp mà tình trạng ý thức mà nó Glasgow mà nó nhỏ hơn, nó kém hơn, nó bớt đi, nó giảm xuống, hay là nó tăng lên đó. Thì như vậy là chúng ta phải hết sức chú ý, đặc biệt đó là Glasgow mà nó và nhỏ lại thời gian điểm bây giờ cho đến một thời gian 6 năm 6 giờ hoặc là 12 giờ hoặc là 24 giờ mà nó Glasgow thấy nó cứ thấp thấp lên đi, thì phải coi chừng, đặc biệt là khi nào mà nó dưới 12 thì như vậy là có nguy cơ rất là lớn, không tốt chỗ nào hết. Chứ còn dưới 8 là quá to loa rồi. Đó là lưu ý, đó là dưới 12, từ 12 trở xuống là chúng ta đã chú ý rồi, xem xét trường hợp đó nó có thể nó tiến triển thành nặng rồi, chứ không phải đợi đến 8. Đó là 8 nó quá xả rồi, 8 nó hôn mê rồi, đó, nặng rồi. Đó, nhưng mà trường hợp đó là bắt buộc chúng ta là không thể nào chúng ta sử dụng được mấy cái thứ đó nữa, đó là rất là nặng. Cái thứ hai là dấu hiệu liệt, đó là, rồi cái dấu hiệu gì là hiện tượng quay mắt vào đâu, nó rất là quan trọng để mình xem. Đó là, mình phải xem, đặc biệt là trong cái con đầu tiên của cái xuất huyết, mình xem cái hiện tượng quay mắt vào đâu nó như thế nào. Đó là, cái này nó rất là đáng được chú ý, đáng được quan tâm. Đó là đáng được quan tâm. Đó là, mình xem như vậy là nó quay về bên nào, về bên liệt. Đó là, những trường hợp nào quay về bên liệt như vậy thì sao nè, tiên lượng nó sao, nó có khả quan hơn, khả quan hơn.
có nghĩa là họ mình nói một cách cho nó mang tính chất triết học một chút, đó là họ dám nhìn thẳng vào sự thật, cái bến cái liệt á, thì thường thường là nhìn thẳng vào sự thật á thì bao giờ cũng có là sửa được cái lỗi, biết lầm lỗi nhìn thẳng vào sự thật, mình nói ví von vậy đó, thì mình sửa được, chứ còn mà lỡ đi là rắc rối đó. Đó. Lỡ đi là rắc rối đó. Lỡ đi là rắc rối, cho nên tránh nhìn tay chân bị liệt là yên lượng nó rất xấu, phải là xấu. Và những cái đó thì mình phải thăm khám hàng ngày hàng giờ, và đặc biệt là trong là tuần đầu tiên, hoặc là chú ý nhất là 72 giờ đầu tiên khi mà sau khi bị biến cố, thì thường thường những cái đó nó thay đổi nó rất là nhanh, phải là nó rất là nhanh, cho nên mình phải 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 chú ý những cái điểm đó. Đó là vì theo dõi Glasgow là đơn giản nhất để giúp cho chúng ta đánh giá được tình trạng và ý thức của bệnh nhân hơn, nhanh hơn. Đó là. Đó. Rồi hiện tượng quay mắt bắt đầu. Đó là. Đó, em có nhớ được một chút chuyện, ví dụ liệt nửa người phía bên trái, như vậy rõ ràng tổn thương nào là phía bên phải rồi, mà lại đầu mắt nhìn về phía bên trái, thì trường hợp đó nó là tổn thương mang cái dạng thể thích, thể thức tổn thương đó là tổn thương mang tính chất kích thích, kích thích đó là, theo định luật Landau-Prevost kích thích thì nó tốt hơn so với trường hợp mà liệt nửa người bên trái mà tay chân lại nhìn về phía là đầu mắt mà nhìn về phía bên bên phải, thì như vậy là tránh nhìn tay chân bị liệt, thì cái tổn thương ở trên nào đó là cái tổn thương hủy hoại, là nó chiếm ưu thế nó nhiều đó, như nhiều đó, như nhiều, thì đó là một cái điểm mà chúng ta chú ý, chúng ta theo dõi để đánh giá để mình tái khởi động lại là phải dựa vào cái tính ổn định của triệu chứng thần kinh, theo dõi. Và đặc biệt là trong là 3 ngày đầu tiên là những cái ngày mà thường là nó biến cố nó rất là nhiều, sau đó là từ ngày trở đi bắt đầu, tất nhiên là trong nói là trong tuần đầu tiên là thường thường hẳn nặng nề nhất, sau đó nó có cải thiện là nó sau một tuần sau giai đoạn cấp thì nó sẽ khác rất đối, quá cái đời giai đoạn cấp đó là thế nào sẽ đỡ hơn rất là nhiều. Có một cái câu hỏi, cái này có một em mới đưa lên, đó là liên quan đến thân nhiệt, đó là thân nhiệt trong cái đột quỵ nó có những cái chúng ta hết sức chú ý vì thân nhiệt trong xuất huyết nào. Thân nhiệt nó có mấy cái ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất, nói chung là trong đột quỵ mà thân nhiệt xảy ra ngay từ lúc đầu khi mới bị đột quỵ, mà đó là đột quỵ xuất huyết á, là đột quỵ xuất huyết là hay có tăng thân nhiệt, người ta gọi là tăng thân nhiệt kiểu ở trung ương do rối loạn về điều hòa nhiệt, vì thông thường trong xuất huyết nồi nào là nó ảnh hưởng đến vùng hạ khâu nào, mà trong hạ khâu nào đó là trung tâm về đời sống thần kinh thực vật, mà thực vật thì có rất là nhiều cái chức năng sống, trong đó có chức năng điều hòa về thân nhiệt nó bị ảnh hưởng và nó đưa làm cho thân nhiệt nó tăng lên. À, thì như vậy là giúp cho mình hướng đến chẩn đoán một trường hợp vào mà liệt nửa người mà có thân nhiệt tăng ngay từ đầu là phải coi chừng là xuất huyết đấy. À, cái điều thứ hai đó là thân nhiệt mà tăng lên trên 37 độ rưỡi trở lên, đó là 37 độ rưỡi trở lên nó không tốt, tiên lượng nó xấu, đó là nó xấu bởi lẽ đó là nó gia tăng sự tiêu thụ oxy trong lúc khi một cái tổn thương não như vậy, và đặc biệt những cái trường hợp nào có rối loạn hô hấp mình cái giọng nhóm nhóm đã trình bày từ cái đầu, đúng không? Rối loạn về hô hấp, cho nên mình thì cứ khảo sát và điều trị theo ABCD, phần đầu nó thông khí cái đầu rồi nó rất là quan trọng, vì nó là
trong điều kiện môi trường thiếu oxy rồi, bây giờ lại thêm tiêu thụ oxy là nhiều, có nghĩa mình làm ra mà lại thiếu sai thì phung phí. Thế như vậy nó làm cho tình trạng thiếu oxy sẽ trầm trọng lên, mà thiếu oxy trầm trọng thì như vậy là khi mà độ bão hòa oxy mà nó dưới 94% trở xuống là nó rất là nguy hiểm cho mọi tổ chức ở trong cơ thể chúng ta, trong đó có tế bào nào nó rất là nhạy cảm đối với tình trạng thiếu oxy. À, cho nên mình phải điều trị đó, là mình phải làm thế nào nó là nhiệt độ phải dưới 38 độ, đó là từ 36 độ rưỡi cho đến 37 độ rưỡi, giữ được cái mức đó là tốt. Còn những cái trường hợp mà có những nghiên cứu họ để làm giảm thân nhiệt để mà bớt đi được cái tình trạng tổn thương ở trên não, mà khi mà thân nhiệt dưới 36 độ, 35 độ thì những trường hợp đó nó ít được ứng dụng trên thực tế lâm sàng Việt Nam mình, chứ dùng ngay ở các cái nước phát triển vậy thôi, vì nó nguy hiểm, vì nó gây ra rất nhiều cái biến cố, không chỉ khi hạ thân nhiệt xuống mà đặc biệt là từ cái hạ đó mà bắt đầu thả ra để cho nó từ từ nó lên á, thì thường thường những cái đó làm cũng có điều kiện phương tiện để mà đó, biết nhiệt độ lên từ từ thì cái đó nó càng nguy hiểm hơn nữa, vừa bị dễ bị nhiễm trùng, dễ bị nhiễm trùng bạn nào, là khi hạ thân nhiệt. Cho nên thường thường mình đấy, mình thiếu chứ Việt Nam mình chưa ứng dụng được cái đó. Có một số trung tâm thì bây giờ họ nghiên cứu đến phá hai phá ba rồi đó, nhưng mà thấy rõ ràng là vẫn tranh cãi vẫn rất là nhiều xung quanh cái lợi ích và cái tác dụng phụ do hạ thân nhiệt. À, cho nên vấn đề đó là một cái vấn đề mà cũng đáng được chú ý. Một có một cái câu hỏi cái này, một em nào đó có nói đến về tăng áp lực nội soi, chỉ tăng áp lực nội soi thì những cái slide của em Nguyễn Văn Nhóm trình bày thì nó rất là đầy đủ, rất là tốt rồi. Vậy nè, thì ở đấy cơ bản ở đấy những cái thuốc á mà sử dụng tất cả các thứ đó, cả cái phương tiện từ thuốc men cho đến giải phẫu, từ đến phẫu thuật để mà giải quyết cái vấn đề đó thì nó không có vấn đề gì, nó có gái là có khuyến cáo hết rồi. Nhưng mà ở đấy cái quan trọng ở đấy làm thế nào để mình nhận diện được cái trường hợp đó là cần phải được, ví dụ như về nội khoa chúng ta thì được chẩn thu nào, trường hợp nào. À, chứ ngoài mọi trường hợp đột quỵ là đều xuất huyết nào, đều chóng phu nào hết, đúng không? Phải như vậy, không phải mọi trường hợp là xuất huyết nào đều chóng phu nào hết, mình phải hiểu cái điều đó. Đó. Vậy thì khi nào nó có cái gì thì mình chóng phu nào. À, như vậy chúng ta phải quay lại về bao giờ lâm sàng đi trước một bước, là lâm sàng đi trước một bước, chẳng phù nào thế nào, chắc chắn đang trong những trường hợp sức nào mà có rối loạn về ý thức. À, đặc biệt khi mà ý thức nó giảm, mà đặc biệt nó dưới 12 trở trở xuống, chứ không nói 8 là 8 là rõ ràng rồi, thì những trường hợp đó là chúng ta phải cân nhắc để mình chọn phu nào. Ừ, chắc chắn nó nặng mới nó mới ảnh hưởng đến ý thức, nó rồi lại ý thức, tất nhiên không phải là 100% nó được như vậy, nhưng mà đại bộ phần nó như vậy, đó là điểm thứ nhất. Vậy cái điểm thứ hai đó là chúng ta cần phải chú ý đến cái gì, cái hiện tượng cái này chúng ta nói nó quay mắt vào đâu đó. Thế nhiều trường hợp mà cả nhìn tay chân bị liệt thì chắc chắn rằng chúng ta phải chọn phu nào. À, chọn phu nào. Cái điều thứ ba đó là chúng ta cần phải thăm khám cái dấu gì, đó là dấu Babinski bên không liệt ở trong những trường hợp xuất huyết nội não, Babinski bên không liệt. Ví dụ trường hợp có liệt nửa người phía bên trái thì chúng ta phải thăm khám thường xuyên, đặc biệt trong giai đoạn cấp, dấu Babinski bên chân chân phải. À, xem có hay không có. Ví dụ giờ này
không có, nhưng mà có khi giờ sau nó lại có, cho nên phải theo dõi, phải khám gần như là thường xuyên liên tục theo dõi. Không phải là chỉ ngày hôm nay mình khám, buổi sáng mình khám rồi rồi không có thôi, ngày mai mình cũng khám nữa không được, không đúng, chiều việc hỏi lại hoặc là đếm thì xem lại, vì tiến triển của nó rất là nhanh, có khi trong vòng 6 giờ đồng hồ là nó có thể là tiến triển thay đổi. Cho nên những cái đó nếu mà có dấu Babinski đến không liệt thì đồng nghĩa là có cái vấn đề gì nè, có vấn đề gì, nếu mà có dấu Babinski bên không liệt, ví dụ liệt là phải bên trái mà bây giờ có dấu Babinski phải bên phải, thì cái hàm ý của cái dấu đó nó có ý nghĩa gì, có nghĩa ý nghĩa gì nè. Có nghĩa là có bị đẩy lách đường dừa rồi đó. Lắm sao chắc chắn là bị đẩy lách đường dừa chứ, nó số đẩy đường dừa từ bên phải, tổn thương bên phải đẩy lách sang về bên trái, nó kích thích phía bên đối diện và gây nên dấu chứng tháp ở bên đối diện, rõ lắm đây. Chúng có nghĩa là chúng ta dựa vào lắm sao. Thứ ba đó là chúng ta dựa vào cái gì, thứ nhất là vì tình trạng ý thức, let's go, quay mắt quay đầu, dấu Babinski, đó là những cái dấu hiệu về lâm sàng. Còn cần lâm sàng mình có cái gì, CT, cái nhà học, đấy là đứng dừa. Nếu mà chia ra làm ba mức độ, dưới 0,5, 0,5 đến 10 và trên 10, thì từ trên 0,5 trở lên là anh phải lo anh điều trị rồi, anh chống phù não rồi. Còn trên 10 thì quá xả, nên lâm trầm trọng nặng nề húng rồi. Một cái gì nữa có thể là chúng ta là để mà mình biết được có phù não hay không, có tăng được nội soi hay không, mình dựa vào cái gì, đó là chúng ta nên siêu âm Doppler xuyên sọ. Siêu âm Doppler xuyên sọ chúng ta đo được tốc độ của dòng máu, tốc độ dòng máu, và đặc biệt đó là dòng máu ở đâu, động mạch nào giữa, bên phải bên trái, mình xem tốc độ dòng máu bình thường của nó là khoảng độ là từ 80 cho đến 120 mm giây, âm mm, cm giây à. Như vậy thì khi mà tốc độ của nó trên 150, 450 trở lên cho đến 200 là thấy là, và đặc biệt là khi mà tốc độ nó trên 200 cm giây, 300 cm giây, thì chắc chắn là trường hợp đó là anh phải lo mới chống phù não rồi. Có nghĩa là có cái tình trạng gì nè, khi mình trong hộp sọ mình đóng cứng lại rồi, thì khi mà trong này mà áp lực nội sọ nó tăng lên thì đồng thời là lưu lượng máu, cái này nhóm đã trình bày rất là hay, rất là tốt, mình phải giữ cái là cái áp lực tưới máu là phải là 50 đến 70, như thông thường là 70 là lý tưởng nhất, chứ còn 50 là lần thấp nó 70 à, thế nhưng cái áp lực tưới máu phải đạt được. Nhưng mà khi mà áp lực nội soi gia tăng lên quá nè, thì đương nhiên cái áp lực tưới máu nó sẽ giảm xuống, mà khi mà giảm xuống như vậy thì lưu lượng máu nó sẽ là ít đi lên trên máu để nuôi cái tổ chức nào. Như vậy trong trường hợp đó thì cơ thể chúng ta tự bù trừ bằng cách gì nè, tăng cung lượng tuần hoàn lên. Mà tăng cung lượng tuần hoàn thì rất là nhiều phương thức, một là huyết áp anh sẽ là tăng lên, cho nên trong cái phần của tam lực nội sọ nó có gì nè, đấy tam chứng gì cứ sinh vào à, là huyết áp tăng mạch chậm và nhịp thở gì không đều à. Thế những cái chuyện đó là những cái chuyện mà dấu hiệu lâm sàng cũng có thể là
để chúng ta biết được là của tăng áp lực nội sọ, tăng áp lực nội sọ. Nhưng dấu hiệu đó, nhưng mà nó đó là dấu hiệu chúng ta sáng nghĩ đến của tăng áp lực nội sọ rồi, nhưng mà cái quan trọng đó là nó cái mức nào. Khi mà mình siêu âm đục đẽo xuyên sọ một cái thì mình biết được, đặt đầu do vào một cái là hình hiện lên cho mình ở trên máy là mấy là cm dây liền, thì mình điều trị liền. Nếu mà hẳn lên trên 200 mà lên 299 trở lên thì thôi rồi, cái lượng bệnh nhân đó là quá nặng nề, thế nào là điều trị nội khoa được đâu. Nhưng trường hợp đó mà lo chuyển đi về phẫu thuật mà giải áp đi chứ không thì nó rất là nguy hiểm trên như vậy chúng ta điều trị ở trong đó. Thì như vậy là chúng ta chú ý cái những cái tình huống mà chúng ta có thể sử dụng thuốc để mình điều trị tăng áp lực nội sọ, hay là một cách khác nó là chống phu nào thì mannitol hoặc là mỗi ưu trướng 3% chúng ta sử dụng, nhưng thường thường cái mannitol đó là mannitol. Vậy thì ở đây đặt ra vấn đề ở đây là khi nào chúng ta dùng mannitol mà khi nào chúng ta không dùng. Giống hai người kêu mình cứ nói mà có mấy cái, có bốn năm cái điều kiện kia hoặc là mấy cái kia có dấu hiệu lâm sàng là rối loạn ý thức rồi có tình trạng quay mắt bắt đầu tránh đánh nhìn tay chân bị liệt thì có dấu Babinski bên không liệt hoặc là rồi là có dấu đẩy lách đường giữa hoặc là siêu âm Doppler thì lại là có tốc độ nó gia tăng lên từ 200 trở lên. Hãy cứ như vậy là mình cứ đè ra mình cho mani tôn không phải. Vậy thì nó phải yếu tố đây là cái gì? Không phải. Cho nên cái này tăng áp lực nội sọ nó là liên quan đến chuyển tăng huyết áp. Mà cái này chúng ta thấy mình có cái link với nhau, nó móc xích lại với nhau trong đó. Chẳng hạn mình cứ tăng áp lực nội sọ riêng ra một cái rồi huyết áp riêng ra một cái không phải. Những trường hợp mà có tăng huyết áp trên 180 trở lên một kèm thêm tăng một nồi sọ thì anh cho mannitol là bất lợi. Lưu ý điểm như vậy, có tăng huyết áp là cho mannitol mà bất lợi. Vì sao để là tuyên mà là bất lợi? Vì chúng ta muốn để mannitol có tác dụng thì phải cái gì, anh tuyên nhanh gì nữa, tuyên tốc độ nhanh, mà trong tuyên tốc độ nhanh thì làm cho gì, cung lượng tuần hoàn sẽ gia tăng nhất thời và chắc chắn rằng huyết áp sẽ gia tăng lên. Chứ nói đến là anh hút nước từ ngoài vào, từ ngoài nó đi vào trong long mạch nữa, vừa lượng dịch mình truyền vào vừa hút dịch để trong phu não trong mạch thì làm cho cung lượng tuần hoàn nhất thời gia tăng lên và làm cho tăng huyết áp. Mà tăng huyết áp nó sẽ ảnh hưởng đến cơ quan nào nữa, đến thất trái. Nếu mà thất trái có vấn đề phải là chết đó. Thất trái thì khỏe thôi, thất trái không được. Như vậy là nó bất lợi. Thấy cái lợi, lợi ở phá đầu tiên của truyền mannitol. Chứ còn mannitol là lợi nhiều thẩm thấu, nhưng mà trước cái lợi nhiều thẩm thấu đó nó phải cung lượng tuần hoàn, nó phải gia tăng lên, và từ đó bắt đầu nghĩ đến thần mới đến cái phá thứ hai của nó. Cho nên sợ nhất là cái phá đầu tiên của truyền mannitol đó là tăng cung lượng tuần hoàn, mà mình cần phải nhớ, cần phải nhớ cái chỗ. Cho nên những trường hợp mà có tăng huyết áp thì lại dài gì mà mình sử dụng mannitol làm gì đó. Là còn những trường hợp mà không tăng huyết áp, ok dùng mannitol được. Vậy thì khi có tăng huyết áp dùng cái thuốc gì, đánh một lúc vừa được hạ huyết áp xuống vừa giảm được tăng được nội sọ, đó là lợi tiểu là gì, mình giờ nhưng là gì chứ. Cho nên chúng ta thấy việc cá nhân hóa ở trong đó một cách rất là cụ thể, chẳng thể nào mình nói là trường rồi là mình cho mannitol, thấy trong tài liệu hướng dẫn có cho mannitol hoặc là cho là muối ủ trương bộ mình cái đè mình cho bất lợi. Thì guideline có nghĩa là cách thức người ta gì nào hướng được thôi,
con cái nó, cái cụ thể của mình á, cái linh hoạt của mình là nằm ở cái điểm cụ thể bệnh nhân đó như thế nào thì mình dùng cái gì là thích hợp nhất, chứ không phải họ bắt buộc, guideline không phải bắt buộc, guideline là khuyến cáo thế, khuyến cáo, nhưng mà tôi không đồng ý cái chuyện đó, tôi không dùng, không phải lời là tôi không dùng, chứ không phải là bắt buộc, khuyến cáo nó bắt buộc, chứ không phải giống như phác đồ đó. Phác đồ là khác, phác đồ cứ rửa rửa mà làm đó. Nhưng mà phác đồ mà cần nhắc nó mình chết đó, thì mình chú ý đó là cá nhân hóa ở trong đó, cho nên lời lời tiểu mình sẽ là sử dụng, tất nhiên cái lời tiểu nó có cái bất lợi của nó, đó là gì nè, rồi làm đơn giản cần phải xem xét, anh phải biết tất nhiên cái xét nghiệm cái này chúng ta biết là có cấp thầy biết cái lý bao nhiêu nhé, hạ cái lý chết cũng chết đó. Cho nên trong cái tổng thể ở đó chúng ta phải xem xét một cách rất là kỹ lưỡng để chúng ta theo dõi, đó là theo dõi chúng ta đánh giá, chúng ta đánh giá, chúng ta cân nhắc tất cả những cái chuyện đó, những cái chuyện đó để cho nó tốt hơn, để nó tốt hơn. Đó. Thì đó là một số cái cả cái câu hỏi, không biết có em nào có cái câu hỏi nào nữa không, có cái vấn đề gì chúng ta có thể trao đổi thoải mái, mà vì đây là một cái dịp mà ngay bản thân tôi cũng học từ các em, và các em cũng trao đổi như vậy nó vỡ vạc ra được những cái vấn đề mà chúng ta ấy đó. Chẳng ai tài giỏi gì hết, phải nói thẳng như vậy, chúng ta dựa vào nhưng mà cái kinh nghiệm lâm sàng của các em nó rất là quý, nó rất là quý, phải nói như vậy, các em đã trải qua, các em làm đó nào. Mình bổ sung thêm những cái kiến thức mới thôi, chuyện đó là chuyện hằng ngày chúng ta trao đổi, chúng ta học, chúng ta làm cái này cho nó được tốt hơn. Được, em có ý kiến gì nữa không, có hỏi gì không, em đã hỏi không, em nhóm có hỏi gì đó, rồi rồi gì đó, ai em có, rồi rồi Chào thầy. Ngọc, rồi chào em. Cái mọi trong cái trường hợp một số việc não thì mình sử dụng cái truyền tĩnh mạch cái ní cạc đi bin thì mình sử dụng trong bao lâu thì mình chuyển qua được đường uống, và trong cái khi nào những bệnh nhân nào thì mình có thể sử dụng bằng đường uống ngay từ đầu, và ưu tiên mình sử dụng nhóm nào ạ? Cảm ơn thầy ạ. Thì trong thông thường thì trong tăng huyết áp thì chúng ta biết rồi, đối với trong trường hợp đấy là mình nói là trường hợp xuất huyết não, xuất huyết não thì cái này em nhóm đã có trình bày, trình bày về 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 cái lái và sử dụng thuộc hạ huyết áp và hạ huyết áp ngang mức nào. Thì như vậy nếu mà đúng khuyến cáo hiện nay đó nè, thì người ta thấy rõ ràng nó, người ta vẫn vẫn bảo bảo lưu một cái ý kiến chung, đó làm thế nào để huyết áp nó phải nhỏ hơn 180, nhỏ hơn 180, nhỏ hơn đó là mang 180, 160 hoặc là 140 những cái này nhá. Đó là thì cái này là thuộc vào cá nhân họ, nhưng mà cái chung là họ phải dưới 180 là ok, là nó làm cho trong vòng 6 giờ đồng hồ anh phải đạt được cái đích đó, anh phải giảm cho được xuống dưới 180, đó là cái đích mà cần phải được giảm xuống. Còn tùy trường hợp có thể là 160, ví dụ như ở trường hợp guideline của Canada thì nó như vậy, nhưng mà guideline của Âu, của Mỹ thì dưới 180, một số trường hợp đặc biệt thì dưới một là đến 140 thấy rõ ràng có hiệu quả tốt, và nó cũng làm nặng hơn cái tình trạng ấy, và nó cái kết cục của 90 ngày nó cũng là tốt. Thì đó là cái nó là nó tùy thuộc vào từng trường hợp một. Thế bây giờ thuốc thì có rất là nhiều loại thuốc, và bắt buộc trong trường hợp khi mà huyết áp, mà đây là mình nói 180 hả, là cái đích cần phải đạt được, như vậy là khi mà trên cái đó trở lên đó, có nghĩa là 190, 200 hoặc là thậm chí 220 thì bắt buộc anh phải làm chung. Và đặc biệt những trường hợp mà cần phải dùng thuốc tuyến, đó là khi trên 200 mm chỉ nên trở lên là bắt buộc anh phải dùng thuốc anh truyền cho anh, và theo dõi mỗi 5 15 phút theo dõi lên
đó là thiền bằng xin anh điền, đó là bằng nicat nipin. Ở đây phổ biến nhất ở Việt Nam mình là nicat nipin, chứ còn là bê tông lớn hầu như là ở thầy Huế đấy thầy có họ, đó là chỉ có là nicat nipin thôi. Mà nicat nipin là một cái thuốc lòng rất là tốt, nó rất là tốt, đó là nó rất là tốt, nó có hai cái tốt. Cái tốt thứ nhất đó là nó tác dụng toàn thân, không chọn lọc, không chọn lọc. Cho nên trong những trường hợp mà ở trên não này thì chúng ta biết là khi xuất huyết não ra là, và đặc biệt khi ra ở măng não, cái chuyện xuất huyết đó nói là huyết áp lên lên rồi. Nhưng mà cái chuyện thứ hai mà trong cái xuất huyết ra ở măng não là cái gì nè? Có mạch. À, có mạch, mình phải tính đến cái chuyện có mạch này chứ, tác dụng có mạch, và đặc biệt trong tuần đầu tiên của xuất huyết ra ở măng não, thế mình cứ chảy ra măng não rồi là chắc chắn rằng là sẽ có có mạch, mà có mạch lại đưa đến thiếu máu, như vậy nó sẽ chuyển dạng từ xuất huyết nó là kèm theo thiếu máu cục bộ não. Thì đến thì về cái chuyện đó nó xảy ra, nhồi máu não có thể đưa đến kèm theo xuất huyết não thứ phát, và ngược lại xuất huyết não rồi có thể đưa đến nhồi máu não thứ phát. Thì những cái trường hợp mà có mặt như vậy thì cái lợi ích của nicatipin nó rất là lớn. Còn là betolol luôn không giải quyết được vấn đề đó, không giải quyết được cái vấn đề có mặt ở trên não, không giải quyết được. À, thì đó là cái điểm mà thứ nhất, đó là cái huyết áp hai trên 220 là mình phải dùng truyền. Còn nếu mà huyết áp dưới cái đó trở xuống thì cũng có thể là sử dụng truyền, có nghĩa là từ 200 trở lên. Còn mà dưới 200 thì có thể là chúng ta sử dụng bằng đường uống. Tất nhiên đường uống thì chúng ta dùng loại gì, vì đấy đòi hỏi gì nè, trong vòng 6 giờ đồng hồ anh phải giảm huyết áp dưới 180, đích thì anh phải giảm cho được một dưới 180, hoặc là một số như ở Canada thì là dưới 160, ngã 160 trở xuống hoặc là thấp hơn nữa. Như vậy trong vòng 6 giờ đồng hồ phải giảm như vậy, chúng ta phải dựa vào cái thời gian bán hủy của cái thuốc nữa, vì cả cái thuốc mà giảm đó thời gian bán hủy của nó thường thường là 4 cho đến 6 giờ đồng hồ, cho nên chúng ta lựa chọn cái thuốc mà nó tác dụng nó nhanh một chút. Chứ còn nếu mà những cái thuốc mà nó tác dụng nó kéo dài từ 12 giờ thì nó sẽ là bất lợi. Cho nên trong những trường hợp thì mình lựa chọn cái thuốc mà mình ở đây có thể là sẵn có. Ví dụ thì bây giờ mình nói là Adalat có dùng được hay không, ví dụ có thuốc gì nữa, nicatipin chả thấy có, Aten luôn cũng không có, mà bây giờ chỉ còn lại là Adalat thôi, viên nhộng thôi, mình có dùng được không? Huyết áp như vậy rồi mình chưa ấy, tình huống lên nó cái này nó rất là thường gặp, bây giờ mình dùng được không? Câu hỏi là có dùng được hay không, hay là mình thấy trong tài liệu cái nói là chống chỉ định vì gây nên tụt huyết áp nhiều nhanh, mình dùng được không? Không có cái gì nữa thì bây giờ mình để vậy à, thì ổ xuất huyết nó sẽ to ra là rất là nhanh ở trong vòng 6 giờ, thì bây giờ mình dùng được không nè? Được chứ, thắng được. Vậy thì tại sao là huyết áp lên nó tụt khi chúng ta sử dụng Adalat ngầm dưới lưỡi? Chúng ta có biết không? Đó là do cái cách thức chúng ta sử dụng. Chúng ta chống để chúng ta bóp hết toàn bộ cái
cái thuốc nó nằm trong cái nán đó ra cùng một lúc á, mình bóp quá nhiều đi, đó là bóp hết toàn bộ cái đó xuống dưới lưỡi thì chắc chắn rằng nó sẽ tụt huyết áp thôi. Cho nên trong những trường hợp đó người ta khuyên đó, cái sai lầm đó là sai lầm do mình sử dụng, chẳng hại là cái lỗi của cái thuốc đó, lỗi là lỗi do cách thức sử dụng, bóp rút hết toàn bộ cái 10 mg đó nó vào dưới lưỡi thì nó sẽ đưa đến tụt huyết áp. Nếu chúng ta chỉ có cho như là 3 giọt thôi, nhỏ vào 3 giọt chứ sao làm sao huyết áp nó xuống, nhưng mà xuống cũng nhiều, cũng nhanh cũng tụt đó là. Mà chúng ta theo dõi tiếp, chúng ta nhỏ nhỏ tiếp thì cách thức như vậy. Ở trước kia chúng tôi cũng có phương tiện gì thì chúng tôi phải sử dụng như vậy. Cái thứ hai nữa là gì, huyết áp cao như vậy chúng ta có thể sử dụng gì, lời tiêu. Tại sao chúng ta sử dụng là gì, chúng ta phải dùng mấy cái thứ kia, lời tiêu thì là giết nước chứ, vừa được chống phù nào vừa hạ huyết áp xuống thì chúng ta dùng nó tác dụng cũng tốt cũng nhanh nhé. Đó là, thì đó là những cái cách thức mà chúng ta ứng dụng trong lâm sàng để chúng ta sử dụng. Cho nên mình cứng nhắc, mình đòi hỏi những cái gì mà nó phải theo cái khuyến cáo bên kia họ có, rồi bây giờ mình phải như rửa mình mới áp dụng được, không phải trong những trường hợp như vậy. Đó là cái cách thức hạ đến bao nhiêu thì đó là tùy thuộc vào tình trạng của bệnh nhân, và mình phải xem xét cái dung nạp của bệnh nhân đó. Chúng tôi có một bệnh nhân đó cũng bị đột quỵ, những cái huyết áp bình thường của bệnh nhân đó như là bình thường người ta có 90 chứ mấy, trên 60 ngày nào vậy như hết, nhưng mà khi bắt đầu bị đột quỵ lên cái là lên 103, có lúc lên 104. Trường hợp đó điều trị không? Nếu mà khuyến cáo mới theo cái kia thì chắc chắn là không điều trị gì nữa. Những bệnh nhân đó chúng tôi vẫn phải điều trị, phải dùng thuốc hạ huyết áp. Vì khi đó là gì? Bệnh nhân chịu cũng phải là do cái tổn thương ở trên này nó chết, mà bệnh nhân là biểu hiện của gì nào? Suy tim trái. Bệnh nhân khó thở, rán đi phổi, đe dọa phù phổi. Người đạt người ta lên một chút nữa như vậy đã có cái vấn đề đó. Nhưng trường hợp đó anh phải điều trị chứ. Chúng tôi khi đó không có gì hết cả, thì khi đó là phải dùng gì nào? Lời thiêu là dịch chúng tôi phải tiêm chứ. Trong hài như vậy chúng ta phải toàn cảnh chúng của bệnh nhân như vậy thì chúng ta phải sử dụng chống hại. Khi đó huyết áp 130 trên 80, bệnh nhân có biểu hiện của suy tim trái, trong bối cảnh như vậy thì mình phải điều trị chứ. Chống hại là mình cứ dựa theo khuyến cáo nữa, huyết áp này nó không giới hạn bình thường, đó là bình thường, là bình thường cho đại đa số chúng. Nhưng mà những trường hợp đơn lẻ như thế này, cái tình trạng của họ như vậy, nếu mình giải quyết cho họ không phải chết do gió ở trên này, mà là chết do cái tim, đó là cái lỗi của mình. Nếu mà mình biết được trước bệnh nhân đó thì sau đó chúng tôi điều trị xuống huyết áp nó xuống 100 101, bệnh nhân ok tốt. Mà cứ hệ mà lên 102 103 là bệnh nhân một chứng rồi, một thở. Thế như vậy chúng ta thấy rõ ra là phải dựa vào cái, may mắn cái bệnh nhân đó là bị chúng tôi có theo dõi người quen nè, người bạn cùng người rất là thân quen mà theo dõi về huyết áp cũng kỳ, cho nên mình biết được cái chuyện đó. Chứ còn nếu giả sử mà bệnh nhân đó mà vào những cái nơi mà điều trị mà không theo ấy thì bệnh nhân có khi chết là do cái chuyện là về tim mạch, về tim trái mà chết. Đó là thứ như vậy, chúng ta phải chú ý hết sức những cái trường hợp như vậy. Thì đấy là một cái số vấn đề mà chúng ta thấy rõ ràng nó. Tóm lại đấy, cái vấn đề đó là gì, xử lý hay cái gì á,
guideline thì đâu cái hướng dẫn cho chúng ta thôi, cái đường đi, nhưng mà cái cụ thể đó là phải cá nhân hóa từng trường hợp một, và chúng ta cần phải khám lâm sàng một cách rất kỹ lưỡng. Và tất cả những cái yếu tố mà thế này Nguyễn Văn Nhóm trình bày logic từ đầu đến cuối đó, nó phải có mắc xích lại với nhau, từ ý thức, từ tăng huyết áp, từ tăng áp lực nội sọ, từ thân nhiệt, tất cả những cái đó nó liên vào với nhau. Ở trong đó bệnh nhân này có thể là có hai hoặc là ba yếu tố, bệnh nhân kia thì có vài ba yếu tố hoặc là năm sáu yếu tố, nó đi kèm theo trong đó, thì cách thức xử lý chúng ta phải nằm trong cái tổng thể đó. Chẳng thể nào mình cứ đơn lẻ từng cái một, đơn lẻ từng cái một, có khi chết, có khi rất nguy hiểm. Thì đó là chúng ta chú ý cái điểm. Cho nên sau này thì người ta nói một câu và chúng ta biết rồi, đó là cá nhân hóa trong điều trị. Cái khó khăn nhất khó khăn nhất có nghĩa là chúng ta phải đi sâu tìm tòi tất cả các yếu tố nguy cơ mà bệnh nhân có những cái nguy cơ ở cái đối tượng mà cụ thể đó, mình nếu bao quát hết toàn bộ được. Thế còn nếu mà chỉ cần hở ra một chút, mình sơ sẩy ra một chút, một cái vấn đề gì mình không để ý đi một chút, là nó sẽ ảnh hưởng đến cái tiên lượng của bệnh nhân đó. Này, cái em có ý kiến gì nữa không? Còn những trường hợp mà huyết áp mà nó hơi năm khoảng 180 thì mình để vậy mình theo dõi, mình không điều trị, mình can thiệp gì, thì cái em biết sao nè? Vì cái huyết áp đó có thể là huyết áp do phản ứng, mà phản ứng đó là phản ứng dưới 180 thì nó còn có lời cho cơ thể. Đó mình theo dõi, tất nhiên là theo dõi đấy, là cái huyết áp đó nó phải liên với cái gì nè, tình trạng rối loạn ý thức, nó phải liên với tình trạng liệt, nó phải cái này cái đó, nó phải đi với nhau hết thì lưu ý cái đó. Như vậy em có ý kiến gì nữa không? Nếu mà cảm có ý kiến gì không thì rất là thoải mái, không có ý kiến gì nữa thì như vậy là chắc là chúng ta cũng là kết thúc ở ngang đây, không? Rất là cảm ơn sự có mặt của đến hiện giờ là có 157 học viên tham dự, và cảm ơn em Nguyễn Văn Nhung từ thành phố Hồ Chí Minh là tóm lược cho chúng ta, và em có thể là share tất cả những cái điều trị cho các bạn, đó là cái cả đào nòng rất là cần thiết, cả đào nòng rất là cần thiết. Rồi có gì nữa không? Dạ, dạ chân thành cảm ơn thầy rất là nhiều. Dạ thầy. Rồi cảm ơn em đấy. Nhớ mà. Dạ cũng cảm ơn các anh chị đã theo dõi. Rồi. Dạ. Cảm ơn tất cả em. Dạ cảm ơn. Rồi. Chúc cả em luôn là mạnh khỏe này, rồi an toàn trong đại dịch. Vì dịch bây giờ nó cũng tăng lên nhiều, cho nên mình hết sức là cẩn trọng. Mỗi ngày cái đó nó hết sức là quan trọng.